Hello, xin chào mọi người. Có bạn hỏi mình là môi của em thâm lắm cho nên là em sợ phun môi xong ấy thì màu nó sẽ không được lên chuẩn như ý. Thì mình cũng xin trả lời câu hỏi của bạn là đối với một môi đôi môi thâm ấy thì cái việc trước tiên chúng ta sẽ phải khử thâm môi chứ, khử bớt cái màu tông đen ấy đi hoặc khử bớt những phần mà nó đen sậm hoặc lệch màu với những cái vùng khác nhau đấy. Thì sau đó chúng ta mới vào màu thì màu môi của chúng ta mới trở nên tự nhiên được. Nhưng mình cũng xin nói là thâm thì có rất nhiều loại thâm. Ví dụ như các bạn thâm nhẹ thì các bạn ok fine, cái việc thử thâm vào chúng ta vào màu thì nó sẽ đẹp từ đến điểm 10 chẳng hạn. Nhưng mà nếu chúng ta không thâm quá nặng, thâm quá đen hoặc da của chúng ta quá yếu, quá nhăn, quá mỏng thì chúng ta chỉ thử thâm đến mức độ nào đấy thôi và sau đó chúng ta vào màu thì cái màu thâm của chúng ta không thể tuyệt đối được 100%, nó sẽ chỉ đến 80% hoặc 90% thì màu môi chúng ta đẹp đến mức độ đó thôi. Hoặc các bạn nào mà môi quá đen thì không thể nào mà trở thành một cái màu môi mà trong mỏng mịn bóng sáng những cái bạn mà môi da trắng được, chúng ta không thể so sánh các bạn ấy được. Nhưng cái điều đấy chúng ta phải biết được cái cơ địa của cái tình trạng của chúng ta sẽ đến mức độ như thế nào. Những cái người chuyên gia giỏi thì sẽ khắc phục được cho các bạn tối đa làm sao mà cái màu môi đấy nó đẹp nhất có thể, nó tốt nhất có thể, nó trong nhất có thể và cái màu sắc tươi tắn nhất có thể với một cái nền thâm như vậy, thì đấy đã là cả một sự thành công rồi. Đây là mình chia sẻ với phương diện của một người chuyên gia làm nghề. Thì mong rằng là các bạn hãy tìm đến những địa chỉ uy tín để có thể xử lý cho các bạn tốt nhất cái tình trạng môi của mình nhé. Và nếu như bạn nào tin tưởng DK thì hãy gửi hình ảnh môi thâm của mình cho DK để DK đưa cho các bạn những cái phương án xử lý tốt nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn luôn có một đôi môi đẹp tươi tắn rạng rỡ nhé.